Chào các bạn nhá. Nay thì mình giới thiệu tới các bạn chiếc máy cạo râu của hãng Panasonic này. Hàng nội địa Nhật Bản đã có sử dụng nhá. Bình thường các cái máy khác ấy, thì nó chỉ có một cái máy cạo không thôi. Nhưng mà cái này nó có thêm một cái bộ này nữa, đó chính là cái bộ để vệ sinh cái đầu lọc này. Vệ sinh khử trùng cái đầu lọc này. Đây là cục sạc này. Cục sạc này các bạn cắm được từ 100 đến 240 nhá. Nên là các bạn cắm điện 220V thoải mái. Dây sạc dài phết. Được gần 2 m. Khi mà các bạn sạc máy thì các bạn cắm cái này vào. Các bạn cắm vào đây, còn cái này cắm vào điện này. Nó sẽ báo là phần trăm pin luôn nhá. Đây này, đang sạc đầy được 80% này. Còn khi mà các bạn muốn vệ sinh cái máy cạo râu ấy thì các bạn lại cắm cái phích điện vào đây. Đồng hồ nó kêu. Thôi kệ nó kêu đi. Khi mà các bạn muốn vệ sinh ấy thì các bạn nhớ đổ nước cho mình vào trong cái này nhá. Đấy, ấn cái nút bên hông này. Đổ nước vào đây. Rồi ấn xuống. Các bạn đặt máy vào này. Khi đặt máy vào đây nó có 3 cái tiếp điểm sẽ nhận này. Đấy, nó sẽ nhận. Máy đẹp nhỉ? Đèn này nó đã báo rồi nhá. Thì mình ấn nút này này. Đấy, để vệ sinh. Thì nó sẽ tự động bơm nước lên vệ sinh cái đầu dao cạo. Sau đó nó sẽ thổi gió làm khô luôn. Còn nút bật tắt là ở giữa đây này, chính diện thân máy này. Đấy, các bạn phải gạt cái núm ở đây nha, nó sang cái biểu tượng chấm tròn này thì là mới ấn được nút nha. Còn gạt sang bên này là nó khóa lại, tránh trường hợp mình khi mình cất đi là mình ấn vào tự nó sẽ chạy, nó sẽ tốn pin lâu ngày khi mà sử dụng nha. Thì các bạn tháo cho mình cái này ra để vệ sinh này. Các bạn bóp hai cái bên hông này lại, nhấc cái này ra để các bạn vệ sinh nha. Cái lưỡi dao này thì rất là bền này. Mình bán rất nhiều máy rồi, kể cả các cái máy nó hỏng thì nó dùng rất là lâu rồi ấy, nhưng mà cái lưỡi dao nó không thể nào nó hỏng được. Còn đây là cái chức năng cắt râu dài. Đấy. Các bạn ấn này để gạt lên này. Cắt thứ tới tóc mà. Để cắt râu dài. Mình chạy thử nhá. Đây, máy chạy rất là êm. Siêu êm rồi đấy. Tít. Đây là cắt râu dài này, gạt lên. Đấy. Mình cắt cạo râu nhá. Nhìn thấy râu không? Quá. Ngắn nhé. Không có gương hơi khó nhìn. Được chưa? Còn cái gương có gương không cả. Đấy, tắt đi này. Đây nha, mình quay cái tem này cho các bạn xem này. Made in Japan. DC 3.6V nhé. Cái này nó chạy pin 3.6V thôi. Ơi, cái máy này khá đắt các bạn nhé. Cái máy này đang bán mới ở trên mạng, nó rơi vào khoảng gần 10 triệu ấy, ngót 10 triệu. Bác nào cần thì inbox cho em nhá. Các bác nhớ đăng ký theo dõi kênh của em để cập nhật nhiều các cái video về đồ Nhật bãi nhá. Xin chào các bạn.